Hi guys, welcome to lehai.com. Our lesson today is vocabulary unit 2 days. Cô xin chào các em. Chào mừng các em đến với lehai.com. Và nội dung bài học hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là phần vocabulary bài số 2 ngày. Trong bài học này cô và các em sẽ cùng nhau học về từ vựng daily routines, thói quen hàng ngày. I can talk about my daily routines. Sau khi kết thúc bài học, các em có thể nói về thói quen hàng ngày của tôi. Bây giờ, cô và các em sẽ đến với nội dung đầu tiên. Think what's your favorite day, why? Nội dung đầu tiên là các em hãy nghĩ xem ngày yêu thích của các em là gì và tại sao. Đối với nội dung này, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời như sau. I like Lunar New Year days because I can have long vacation, enjoy delicious dishes, wear new clothes, and receive lucky money. Lunar New Year day because I can have long vacation, enjoy delicious dishes. Wear new clothes and receive lucky money. Tôi thích những ngày Tết Nguyên Đán bởi vì tôi có một kỳ nghỉ dài, thưởng thức những món ăn ngon, mặc quần áo mới và được nhận tiền lì xì. Đó là nội dung câu trả lời của cô. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến phần tiếp theo. Activity 1. Complete the table with the verb include in the days and night quiz. Then listen and check. Yêu cầu hoạt động số 1 là các em hãy hoàn thành bảng bên dưới với những động từ màu xanh ở trong phần câu đố ngày và đêm, sau đó nghe và kiểm tra lại. Thì sau đây cô có một bảng động từ như sau. Cô có 5 đề tài, tương ứng với 5 cột. Cột đầu tiên, one, start, finish the day, là bắt đầu và kết thúc một ngày. Thì cô sẽ có động từ đó là get up, là thức dậy. Mục thứ hai, two, eat, là ăn uống. Three, travel, đi lại. 4. Free time, là thời gian rảnh rỗi. 5. Work and study, làm việc và học tập. Đó là nội dung 5 đề tài của chúng ta. Bây giờ cô và các em sẽ cùng di chuyển đến mục Days and Night Quiz để chúng ta sắp xếp những động từ thích hợp vào 5 cột này. Day and night quiz. Những câu đố về ngày và đêm. True or false, đúng hay sai. Mục đầu tiên, good morning, chào buổi sáng. Number 1, when you brush your teeth and wash your face, you use 6 liters of water every minute. Khi bạn rửa mặt và đánh răng thì bạn sẽ sử dụng 6 lít nước mỗi ngày. Cô có động từ trong câu này đó là brush your teeth, là đánh răng, và wash your face, là rửa mặt. Với hai động từ này thì cô sẽ liệt kê vào mục Start and Finish the Day.
bắt đầu và kết thúc một ngày. Task 1. Number 1. Start. Finish. Today. Brush your teeth. Tiếp theo. 2. People who have breakfast are happier and study better. Mọi người là những người có bữa ăn sáng thì sẽ hạnh phúc hơn và học tập tốt hơn. Đối với động từ này, cô có have breakfast và study thì cô sẽ liệt kê cụm từ have breakfast vào mục eat và study vào mục work and study. To eat, have breakfast, 3, travel, 4, free time, 5, work and study. Cô có động từ study. Tiếp theo. 3. In the USA, most children go to school by bus. Ở nước Mỹ thì hầu hết trẻ em sẽ đi đến trường bằng xe buýt. Thì cô sẽ có động từ đó là go to school. Cô sẽ liệt kê vào đề tài travel. Tiếp theo. 4. A lot of students in Japan have classes on Saturday and Sunday morning. Rất là nhiều học sinh ở Nhật Bản thì có lớp học vào ngày thứ bảy và sáng chủ nhật. Cô có động từ have classes là có lớp học thì cô sẽ liệt kê vào một work and study. Tiếp theo. Good afternoon. 5. British students usually have lunch at home between 12 p.m. and 1 p.m. Những học sinh ở nước Anh thì thường có bữa trưa ở nhà vào khoảng thời gian từ 12 giờ đến 1 giờ. Cô có động từ have lunch là bữa ăn trưa thì cô sẽ liệt kê vào mục eat. Tiếp theo. 6. More than 50% of students in the USA watch TV when they do their homework. Hơn 50% học sinh ở Mỹ thì xem TV khi mà chúng đang làm bài tập. Cô có động từ watch TV là xem TV thì cô sẽ liệt kê vào mục free time và do their homework. Làm bài tập về nhà của họ thì cô sẽ liệt kê vào mục work and study. Watch TV. Do their homework. Và nội dung tiếp theo. Good evening. Chào buổi tối. 7. 75% of American parents say that their children help with the housework. Cô có cụm từ đó là help with the housework, giúp đỡ công việc nhà. Với cụm từ này thì cô sẽ liệt kê vào mục work and study.
Tiếp theo, 8. Most British people have dinner between 6 p.m. and 7 p.m. Hầu hết người Anh thì sẽ có bữa tối vào khoảng thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ. Cô có cụm từ have dinner là bữa ăn tối thì cô sẽ liệt kê vòng 1, eat. Have dinner. Tiếp theo, 9. To relax when they get home, more adult than teenager play video game. Để thư giãn khi họ trở về nhà thì người lớn sẽ chơi trò chơi điện tử nhiều hơn thanh thiếu niên. Cô có động từ relax. Thư giãn thì cô sẽ liệt kê vào mục free time. Get home là trở về nhà, cô sẽ liệt kê vào mục travel. Và play video game, chơi trò chơi điện tử thì cô sẽ liệt kê vào mục free time. Relax. Play video games. Get home. Tiếp theo, 10. 77% of British people chat online every day. 77% người Anh thì tán gẫu trực tuyến mỗi ngày. Cô có cụm từ đó là chat online là tán gẫu trực tuyến thì cô sẽ liệt kê vào mục free time. Và tiếp theo, good night, chào buổi đêm, 11. People in England go to bed when you get up. 11 p.m. in London, that means 6 a.m. in Hà Nội. Mọi người ở Anh thì sẽ đi ngủ khi mà bạn thức dậy. 11 giờ ở London sẽ là 6 giờ ở Hà Nội. Cô có cụm động từ go to bed là đi ngủ, thì cô sẽ liệt kê vào mục start finish the day. Và get up là thức dậy thì cô cũng sẽ liệt kê vào mục start finish the day. Tiếp theo, 12. Small babies usually sleep 20 hours a day. Những đứa trẻ sơ sinh thì thường ngủ 20 giờ một ngày. Cô có động từ sleep là ngủ thì cô cũng sẽ liệt kê vào mục start finish the day. Go to bed. Get up and sleep. Và đây là toàn bộ nội dung hoạt động số 1 của cô. Cô đã liệt kê tất cả các động từ này vào đúng mục của nó rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Activity to read the days and night quiz. Are the sentences true or false? Compare with a partner using the key phrases. Yêu cầu hoạt động số 2 là các em hãy đọc mục day and night quiz. Những câu đó là đúng hay sai, so sánh với người bạn của mình và sử dụng những cái key phrases. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bảng key phrases. Key phrases, cụm từ trọng điểm. Comparing answer, so sánh câu trả lời. What have you got for number 1? Bạn nghĩ gì về câu hỏi số 1? I think it true or false. Tôi nghĩ nó đúng, sai. What about you? Còn bạn thì sao? What do you think? Bạn nghĩ gì? Đó là nội dung của phần key phrases. Bây giờ cô và Kem sẽ cùng nhau trả lời cho phần day and night quiz. Days and nights quiz. Câu đố ngày và đêm. True or false? Đúng hay sai? Good morning. Chào buổi sáng. 1. When you brush your teeth and wash your face, you use 6 liters of water every minute. Khi mà bạn đang đánh răng và rửa mặt
thì bạn sẽ sử dụng 6 lít nước mỗi phút. Đối với câu này, cô sẽ lựa chọn đáp án là true, chính xác. Task 2, number 1, true. Tiếp theo, number 2, people who have breakfast are happier and study better. Mọi người là những người mà ăn sáng thì cảm thấy vui vẻ hơn và học tập tốt hơn. Câu này thì cô cũng lựa chọn đáp án là true, chính xác. Number 3. In the USA, most children go to school by bus. Ở Mỹ thì hầu hết trẻ em sẽ đi đến trường bằng xe buýt. Đối với câu này, cô lựa chọn đáp án là true, chính xác. Câu thứ tư. Number 4. A lot of students in Japan have classes on Saturday and Sunday morning. Rất là nhiều học sinh ở Nhật Bản thì có lớp học vào ngày thứ bảy và sáng chủ nhật. Câu này cô lựa chọn đáp án là sai, false. Tiếp theo, good afternoon, chào buổi chiều. Number 5, British students usually have lunch at home between 12 p.m. and 1 p.m. Học sinh ở Anh thì thường có bữa trưa ở nhà giữa 12 giờ và 1 giờ. Đối với câu này, cô sẽ lựa chọn đáp án là false, sai. Tiếp theo, number 6, more than 50% of students in the USA watch TV when they do their homework. Hơn 50% học sinh ở nước Mỹ thì xem TV khi họ làm bài tập về nhà của họ. Đối với câu này, cô sẽ lựa chọn đáp án là true, đúng. Nội dung tiếp theo, good evening, chào buổi tối. Number 7, 75% of American parents say that their children have read the homework. 75% ba mẹ ở Mỹ thì nói rằng những đứa trẻ của họ sẽ giúp đỡ công việc nhà. Đối với câu này, cô sẽ lựa chọn đáp án là false, sai. Câu hỏi tiếp theo. Number 8. Most British people have dinner between 6 p.m. and 7 p.m. Hầu hết người dân ở Anh thì sẽ có bữa tối từ 6 giờ cho đến 7 giờ. Đối với nội dung câu này, cô sẽ lựa chọn đáp án là true, chính xác. Tiếp theo. Number 9, to relax when they get home, more adults than teenagers play video games. Để thư giãn khi trở về nhà thì người lớn sẽ chơi trò chơi điện tử nhiều hơn thanh thiếu niên. Nội dung này cô sẽ lựa chọn đáp án là false, sai. Câu hỏi number 10, 77 of British people chat online every day. 77% người Anh thì sẽ tán gẫu trực tuyến mỗi ngày. Đối với nội dung này, cô sẽ lựa chọn đáp án là true, chính xác. Nội dung tiếp theo, good night, chào buổi tối. 11. People in England go to bed when you get up. 11 p.m. in London, that means 6 a.m. in Hà Nội.
Mọi người ở Anh thì sẽ đi ngủ khi mà bạn thức dậy. 11 giờ ở London có nghĩa là 6 giờ sáng ở Hà Nội. Với nội dung này, cô sẽ lựa chọn đáp án là false, sai. Tiếp theo, number 12, small babies usually sleep 20 hours a day. Những đứa trẻ sơ sinh thì thường ngủ 20 giờ một ngày. Nội dung này cô cũng sẽ lựa chọn đáp án là false, sai. Và đây là toàn bộ câu trả lời của cô trong hoạt động số 2 này. Các em có thể kiểm tra lại. Bây giờ cô sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Activity 3. What tradition would work in exercise 1 to the people mentioned? Yêu cầu hoạt động số 3 là các em hãy xem hoặc nghe. Động từ nào ở trong bài tập số 1 được mọi người nhắc đến? Thì sau đây cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn băng. Sau đó cô và các em sẽ trả lời cho hoạt động thứ 3 này. Unit 2. Vocabulary. Exercises 3 and 4. 1. Paul. Tell me about your morning routine. Well, I often get up at about 5 o'clock in the morning and have breakfast at 5:30. Really? That's early. Yes, well, I'm a doctor. My work sometimes starts very early. A doctor? That's interesting. 2. Lydia. Can you describe your morning routine? Well, I get up early and I always have breakfast before I go to school. I normally go to school by bus, but the buses aren't very good, so I'm often late for school. 3. Michelle. What do you usually do in the evening? Well, the children normally go to bed at about 9 o'clock. Then I sit on the sofa and relax. I often watch TV or a film. I usually go to bed at about 11:30. I never go to bed early. 4. Georgia and Sophie. What do you normally do after school? I always do my homework after school. Yes, me too. No. Okay, that isn't true. I usually watch TV or play video games. Then we have dinner at about 8 o'clock. Do you help with the housework? Not really. Me neither. I sometimes chat online with friends after dinner. I'm usually in bed at about 10. Và như vậy là cô và Kem vừa lắng nghe xong. Thì trong đoạn băng chúng ta có 4 nhân vật. Nhân vật đầu tiên đó là Paul. Đối với Paul thì cô có những động từ đó là Task 3. 1. Paul. Cô có động từ get up. Và tiếp theo đó là have breakfast. Và bạn thứ hai đó là Lydia. Thì bạn Lydia thì có nhắc đến những động từ đó là get up, have breakfast. Và go to bed. Bạn thứ ba đó là Michelle. Thì Michelle có nhắc đến những động từ đó là relax, watch TV and go to bed.
Và bạn cuối cùng đó là George and Sophia. Thì bạn có nhắc đến những động từ đó là do the homework. Watch TV. Play video game. Have dinner. And chat online. Thì đó là những động từ mà bạn George and Sophie có đề cập đến trong bài hội thoại. Và bây giờ cô và Kem sẽ cùng nhau di chuyển đến nội dung tiếp theo. Activity 4. Check the meanings of the words in the box, then watch to listen again and complete the sentences. Yêu cầu hoạt động số 4 là các em hãy kiểm tra nghĩa của các từ trong khung, sau đó xem hoặc nghe lại và hoàn thành câu. Thì dưới đây cô có 6 động từ như sau. Đầu tiên, sometimes là thỉnh thoảng, never, không bao giờ, always là luôn luôn, usually, thường xuyên, often, thông thường và normally là bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại và hoàn thành 6 câu này. Unit 2. Vocabulary. Exercises 3 and 4. 1. Paul. Tell me about your morning routine. Well, I often get up at about 5 o'clock in the morning and have breakfast at 5:30. Really? That's early. Yes, well, I'm a doctor. My work sometimes starts very early. A doctor? That's interesting. 2. Lydia. Can you describe your morning routine? Well, I get up early and I always have breakfast before I go to school. I normally go to school by bus, but the buses aren't very good, so I'm often late for school. 3. Michelle. What do you usually do in the evening? Well, the children normally go to bed at about 9 o'clock. Then I sit on the sofa and relax. I often watch TV or a film. I usually go to bed at about 11:30. I never go to bed early. 4. Georgia and Sophie. What do you normally do after school? I always do my homework after school. Yes, me too. No. Okay, that isn't true. I usually watch TV or play video games. Then we have dinner at about 8 o'clock. Do you help with the housework? Not really. Me neither. I sometimes chat online with friends after dinner. I'm usually in bed at about 10. Như vậy là cô và Kem vừa lắng nghe xong, thì cô cũng đã hoàn thành xong 6 đáp án. Câu đầu tiên cô chọn là sometimes. My work sometimes start early. Công việc của tôi đôi khi bắt đầu sớm. 2. I always have breakfast. Tôi luôn luôn ăn sáng. 3. I'm often late for school. Và tôi thường đi học trễ. 4. The children normally go to bed at about 9. Bọn trẻ thường đi ngủ lúc 9 giờ. 5. I never go to bed before 11. Tôi thì không bao giờ đi ngủ trước 11 giờ. 6. I usually watch TV or play video game. Tôi thì thường xem TV hoặc chơi trò chơi điện tử. Thì sau đây để kiểm tra đáp án cho hoạt động số 3 và số 4, cô có một đoạn audio clip về bài nghe. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại nội dung. Và cô có bạn đầu tiên đó là Paul. Bạn nữ hỏi,
Hãy kể cho tôi nghe về thói quen buổi sáng của bạn. Paul đáp rằng, tôi thường dậy vào khoảng 5 giờ vào buổi sáng và có bữa ăn sáng vào lúc 5 giờ 30. Bà nữ nói, thật ư, thật là sớm. Paul đáp rằng, vâng, bởi vì tôi là một bác sĩ, công việc của tôi thì đôi khi bắt đầu từ rất sớm. Bà nữ đáp, một bác sĩ ư, thật là thú vị. Thì các em có thể thấy là bạn Paul có đề cập đến những động từ đó là get up, have breakfast. Và tiếp theo, câu đầu tiên trong hoạt động thứ tư thì bạn có nói là my work sometimes starts very early. Cô có điền dạng từ đó là sometimes. Bạn tiếp theo, đó là Lydia. Bạn nam hỏi rằng, bạn có thể mô tả thói quen buổi sáng của mình không? Lydia đáp rằng, tôi thì dậy sớm và luôn luôn ăn sáng trước khi tôi đi đến trường. Tôi thường đi đến trường bằng xe buýt, và xe buýt thì không được tốt lắm, vì thế tôi thường đi đến trường trễ. Như vậy, trong bài hội thoại của Lydia, thì bạn có nhắc đến những động từ đó là get up, have breakfast, go to school. Thì đó là ba động từ được bạn Lydia nhắc đến. Cô có câu số 2 và số 3 trong hoạt động thứ tư. Bạn có nói rằng I normally go to school by bus và I'm often late for school. Cho nên câu số 2 cô sẽ chọn đáp án là normally và số 3 là often. Các em hãy sửa lại cho cô đáp án trong hoạt động số 3, đó là go to school chứ không phải là go to bed. Cô đã ghi bị nhầm. Và bạn tiếp theo đó là Mitchell. Mitchell thì bạn nam hỏi rằng, bạn thường làm gì vào buổi tối? Và Mitchell đáp, bọn trẻ thì thường đi ngủ vào 9 giờ và sau đó thì tôi ngồi trên ghế sofa và thư giãn. Tôi thường xem chương trình truyền hình hoặc là phim. Và tôi thường đi ngủ vào lúc 11 giờ 30, và tôi không bao giờ đi ngủ sớm. Thì đối với bạn Mitchell thì Mitchell có liệt kê những động từ đó là go to bed, relax, watch TV. Đó là ba động từ mà Mitchell được đề cập đến. Và tiếp theo, đó là câu hỏi thứ tư ở hoạt động thứ tư. Mitchell có câu đó là the children normally go to school at 9. Cho nên câu thứ tư đó cô sẽ lựa chọn trạng từ đó là normally. Và tiếp theo là I never go to bed early. Cô sẽ lựa chọn trạng từ là never trong câu số 5 ở hoạt động thứ tư. Và nhân vật cuối cùng của cô đó là Churchill and Sophia. Bạn nam hỏi rằng, bạn thì thường làm gì sau giờ học? Churchill đáp, tôi thì thường làm bài tập về nhà của tôi sau giờ học. Sophia đáp, đúng vậy, tôi cũng vậy. Churchill đáp rằng, không. Sophia đáp rằng, được rồi, điều đó là sai. Tôi thì thường xem TV hoặc chơi trò chơi điện tử. Sau đó là chúng tôi có bữa ăn tối vào lúc 8 giờ. Và bạn nam tiếp tục hỏi, bạn có thường giúp đỡ công việc nhà hay không? Sophia đáp rằng, thật sự thì không. Và George đáp rằng, tôi cũng vậy. Sophia nói rằng, tôi thì thỉnh thoảng sẽ tán gẫu trực tuyến với những người bạn của tôi sau bữa tối, và tôi thường đi ngủ vào lúc 10 giờ. Như vậy, đối với George và Sophia thì các bạn có đề cập đến những hoạt động đó là chat online nè. Have dinner nè. Play video game, watch TV, and do my homework. Như vậy là đối với hai bạn này thì cô có 5 động từ được nhắc đến. Và tiếp theo đó là câu cuối cùng trong hoạt động thứ tư. Thì các em thấy là bạn Sophie có nói I usually watch TV or play video game. Cho nên câu số 5 trong hoạt động thứ tư cô sẽ điền trạng từ đó là usually. Và đó là toàn bộ đáp án của cô trong hoạt động số 3 và số 4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến nội dung tiếp theo. Thì sau đây cô và các em sẽ cùng nhau di chuyển đến nội dung tiếp theo, đó là Language Porn, Error of Privacy.
Chủ điểm ngữ pháp, trạng từ chỉ tần suất. Chúng ta đến với Activity 5. Complete the chart with the words in the book in exercise 4. Then choose the correct words in rule 1 to 2. Yêu cầu hoạt động số 5 là các em hãy hoàn thành biểu đồ với các từ trong khung ở bài tập số 4. Sau đó chọn từ ngữ đúng trong quy luật từ 1 đến 2. Thì dưới đây cô có một biểu đồ chỉ mức độ thường xuyên của những hành động thói quen của chúng ta. Mức độ 0% là không bao giờ làm thì cô có trạng từ đó là never. Tiếp theo, từ 0% cho đến 100% thì cô có những trạng từ như thế nào? Sau đây cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành bài tập này. Mức độ 0% cô có never. Tiếp theo của 0% thì cô có trạng từ đó là sometime, thỉnh thoảng. Tiếp theo, to. Mức độ thường xuyên hơn của thỉnh thoảng thì cô sẽ có từ often là thông thường. Number 2, cô sẽ điền đáp án là often. Và tiếp theo, 3. Cô có hai trạng từ usually là thường xuyên, nó sẽ bằng với bình thường. Trạng từ đó là normally. Hai trạng từ này mức độ ngang nhau. Và tiếp theo, 100% có nghĩa là luôn luôn, thì cô có trạng từ always. Thì đó là nội dung đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với rules, quy luật. Adverbs of frequency come. Các trạng từ chỉ tần suất đứng one, before, after the verb be. Đứng trước hay là sau động từ to be. Thì thông thường trạng từ nó sẽ đứng sau động từ to be, nên cô sẽ chọn đáp án là after. Tiếp theo, to, before, after, or the verb. Trước hay là sau những động từ khác. Thì trạng từ nó sẽ đứng phía trước động từ khác. Đó là hai quy tắc của cô về trạng từ. Thì sau bài học này, các em hãy nhớ cho cô là trạng từ nó sẽ đứng sau động từ to be và trước động từ thường. Đó là nội dung hoạt động thứ 5. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến Activity 6. Use it, write for two or two full sentences about your routine. Then work in pairs and listen to your partner's sentences. Say if you think they are true or false. Yêu cầu hoạt động số 6 là các em hãy thực hành viết 4 câu đúng và 2 câu sai về thói quen hàng ngày của các em. Sau đó làm việc theo cặp và nghe những câu của người bạn mình. Sau đó nói rằng các em suy nghĩ điều đó là đúng hay sai. Cô có ví dụ sau. I always get up at 5:30 a.m. Tôi thì luôn luôn thức dậy lúc 5:30 sáng. Thì nếu như với câu này các em suy nghĩ điều đó là sai thì các em sẽ nói rằng I think it's false. Tôi nghĩ rằng điều này sai. Hoặc nếu như đúng thì các em sẽ nói rằng yes, it's it. Vâng, đúng vậy. Hoặc no, it's true. Không, đúng đấy. Thì sau đây cô đã chuẩn bị sẵn một bài mẫu các em có thể tham khảo với cô. Cô có hai nhân vật A và B. A, I always have breakfast before I go to school. Tôi thì luôn có bữa ăn sáng trước khi mà tôi đi đến trường. B, I think it's true. Tôi nghĩ rằng điều đó sai. A, yes, it's true. I usually help my mother with the housework after school. Vâng, điều đó đúng. Tôi thì thường giúp đỡ mẹ của tôi công việc nhà sau khi kết thúc buổi học. B, I think it's false. Tôi nghĩ rằng điều đó sai. A, no, it's true. I sometimes late for school. Không, điều đó đúng bởi vì tôi thỉnh thoảng sẽ bị trễ học. B, I think it's true. Tôi nghĩ rằng điều đó đúng. Và tiếp theo A, yes, it's true. I never go to bed before 10 p.m. Vâng, điều đó đúng. Tôi thì không bao giờ đi ngủ trước 10 giờ. B, I think it's true. Tôi nghĩ điều đó đúng. A, no, it's false. I always sleep after 10 p.m. Không, điều đó sai. Tôi thì luôn luôn đi ngủ sau 10 giờ. B, yes, I'm sure it's true. Vâng, tôi chắc chắn là điều đó đúng. A, I often go to school on foot. Tôi thường đi bộ đến trường. B, I think it's false. Your house is next to the school.
Tôi nghĩ điều đó sai bởi vì nhà của bạn thì kế bên trường học. A. Yes, it's fine. I always go to school on foot. Vâng, điều đó sai và tôi thì luôn luôn đi bộ đến trường. Đó là toàn bộ nội dung của bài hội thoại trong hoạt động số 6 này cô hướng dẫn các em. Các em có thể tham khảo và viết một bài hội thoại cho mình. Bây giờ thì cô sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Finite. Imagine that you are your favorite celebrity. Write sentences about your daily routines. Yêu cầu của phần cuối cùng là các em hãy hoàn thành bài học. Các em hãy tưởng tượng em là người nổi tiếng mà em yêu thích. Sau đó hãy viết những câu về thói quen hàng ngày. Thì trước khi bắt đầu thực hiện bài này thì cô sẽ giải thích cho các em một bài mẫu về thói quen hàng ngày như sau. My daily routine, thói quen hàng ngày của tôi. 1. I get up at 7:30 a.m. Tôi thức dậy lúc 7:30 sáng. 2. I have big breakfast. Tôi có một bữa ăn sáng lớn. 3. I do my homework in the morning. Tôi làm bài tập về nhà của tôi vào buổi sáng. 4. I go to school by bike or on foot. Tôi đi xe đạp đến trường hoặc đi bộ. 5. I watch TV after school. Tôi xem TV sau giờ học. 6. I'm on the sofa all day. Tôi ngồi trên ghế sofa cả ngày. 7. I help with the housework. Tôi giúp công việc nhà. 8. I chat online after dinner. Tôi thì tán gẫu trực tuyến sau buổi tối. 9. I'm in bed before 10 p.m. Tôi đi ngủ trước 10 giờ. Thì đó là nội dung về một cái bài thói quen hàng ngày của tôi. Đối với nội dung của phần Finite thì cô đã chuẩn bị sẵn một bài mẫu, các em có thể cùng cô tham khảo. Cô có bài văn như sau. Mỹ Tâm, a famous singer in Vietnam. Tôi là Mỹ Tâm, một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. 2. Every day I always get up very late at 11 a.m. so I don't have breakfast. Mỗi ngày thì tôi luôn luôn thức dậy rất là trễ vào lúc 11 giờ sáng, vì vậy mà tôi không có ăn sáng. 3. I usually have lunch at the studio at 1 p.m. with my colleague. Tôi thì luôn luôn có bữa ăn trưa ở phòng thu vào lúc 1 giờ với đồng nghiệp của tôi. 4. I work at the studio until 6 p.m. and get home at 7 p.m. Tôi thì làm việc ở phòng thu mãi cho đến 6 giờ và trở về nhà lúc 7 giờ. 5. Then I have dinner at home with my family. Sau đó là tôi có bữa ăn tối với gia đình ở nhà. 6. I help my mother with the housework and then work in my bedroom until 1 a.m. Sau đó là tôi sẽ giúp mẹ công việc nhà và sau đó làm việc ở trong phòng ngủ của tôi mãi cho đến 1 giờ sáng. 7. I go to bed at 2 a.m. Và sau đó là tôi đi ngủ vào lúc 2 giờ sáng. Thì đó là toàn bộ nội dung của phần Phoenix cô đã hướng dẫn các em. Thì các em hãy tưởng tượng ra mình là một người nổi tiếng mà mình yêu thích, sau đó là ghi lại cái thói quen hàng ngày của mình. Còn bây giờ thì bài học của cô đến đây là kết thúc. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.